Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội, ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thì các hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang được tỉnh Yên Bái triển khai rộng khắp. Mới đây nhất, Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2018 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong việc kết nối giao thương. Nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, Yên Bái được biết đến là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển các sản phẩm đặc trưng như chế biến nông lâm sản, thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ nông nghiệp. Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục các khó khăn, từng bước khai thác tiềm năng thế mạnh cho phát triển kinh tế xã hội. Để phát triển bền vững, công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng được tỉnh coi trọng. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm, tổ chức tham gia hội chợ, tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, v.v. đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp với lại trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái để tổ chức cho các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tham gia vào cùng với cái đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương. Đấy chính là cơ hội để mà quảng bá thương hiệu và quảng bá sản phẩm của Yên Bái, đặc sản vùng miền của Yên Bái ra không chỉ các tỉnh thành khác mà còn ra cả các nước trong khu vực. Là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm nay được đánh giá là cơ hội giao thương thiết thực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, gặp gỡ, thảo luận, ký kết hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ về việc cung cấp, tiêu thụ các sản phẩm. Không chỉ vậy, hoạt động này còn kết nối các nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa với hệ thống phân phối bán lẻ, thu hút được số lượng lớn các doanh nghiệp không chỉ riêng khu vực miền Bắc mà còn cả các doanh nghiệp miền Trung tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh lâu dài tại khu vực Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng. Đây là một cái công tác hết sức quan trọng trong vấn đề giao lưu hàng hóa từ các tỉnh thành đối với nhau. Và đây là một điểm cần làm cho tất cả các doanh nghiệp. Có như thế chúng ta mới trao đổi được hàng hóa từ tỉnh này qua tỉnh khác. Tôi đến đây là muốn tìm những đối tác để chúng tôi đưa được cái tinh dầu của tôi đến với Yên Bái và cũng muốn tìm những cái mặt hàng từ Yên Bái trở về lại với Quảng Trị chúng tôi. Chúng tôi đi đây để giao lưu, nếu mà mình có cái gì thì mang lên để giao lưu, còn được ở mình không có thì mình lại coi là ký kết để mang về xuôi để bán tiêu thụ cho bà con. Nói chung là thị trường của Yên Bái là nói chung đất thì nó rộng, thế nhưng mà cái nguồn về hoa quả thì cũng rất là nhiều, cho nên là các chủ trang trại và nói chung các tôi đi nên tôi đã tham quan rồi thì cũng không kém gì các vùng khác. Ngay tại hội nghị, các doanh nghiệp và nhà sản xuất đã ký kết hơn 20 hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ phân phối tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm công nghiệp khai khoáng, ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái với Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã công bố và trao quyết định chỉ dẫn địa lý sản phẩm gạo Mường Lò cho thị xã Nghĩa Lộ. Đây là cơ hội để gạo Mường Lò, Yên Bái phát huy thế mạnh, có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi đã được công nhận một cái rất quan trọng, đó là công chỉ dẫn địa lý bảo hộ cái quyền sản xuất cái hạt gạo trên cái cánh đồng Mường Lò, có được những cái hiệu quả rất thiết thực, đó là giá sản phẩm của gạo Xén Cù Mường Lò mang thương hiệu thì đã vào được các cái siêu thị trên địa bàn của tỉnh cũng như là của cả nước. Năm 2018, ngành công thương Yên Bái đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%, giá trị xuất khẩu tăng trên 25%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng trên 11% so với năm 2017. Để đạt được mục tiêu đề ra, Yên Bái đã phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại đến năm 2020. Theo đó, các giải pháp xúc tiến thương mại sẽ tập trung vào việc xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, v.v. Chúng tôi cũng đã có chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Thế và chúng tôi đang thực hiện rất tốt cái chương trình này. Thế thì năm tới đây tiếp tục của 2019, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai những cái mà đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là đẩy mạnh cái thị trường, tìm kiếm thị trường xuất khẩu của các nước ít nhất là trong khu vực. Thế và chúng tôi cũng đã thực hiện các cái chương trình là đưa các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đem sản phẩm và đi nghiên cứu khảo sát thị trường nước ngoài. Có thể nói, thành công lớn nhất của Hội nghị Cung cầu Yên Bái 2018 là kết nối được doanh nghiệp trong tỉnh với khu vực, nhà sản xuất với người tiêu dùng.
đây cũng là dịp để Yên Bái giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế xã hội tới bạn bè trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.